Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn Tiếng Việt lớp 2, sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập trang 83, bài 2. Bạn có biết? 1. Nghe viết. Cây nhút nhát. Từ các cây cỏ suýt xoa đến hết. Cây nhút nhát. Các cây cỏ suýt xoa, hàng nghìn, hàng vạn những con chim đã bay ngang qua đây, nhưng chưa có một con chim nào đẹp đến thế. Càng nghe bạn bè trầm trồ thán phục, cây xấu hổ càng thêm tiếc, không biết có bao giờ con chim xanh huyền thoại ấy quay trở lại. Tác giả Trần Hoài Dương. Rồi các em biết là cây nhút nhát hay còn gọi là cây xấu hổ. Đây chính là hình ảnh của cây nhút nhát. Rồi phần này thì các em có thể nhờ phụ huynh đọc cho các em nghe và viết nha. Để tiết kiệm thời gian cho các em thì chúng ta sang bài 2. Tô màu vào đám mây có từ ngữ viết đúng chính tả. Khóe mắt, khéo tay, vàng chóe, vàng heo. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Trước hết là chúng ta tìm những từ ngữ viết đúng chính tả. Đó là từ khóe mắt. Rồi kem tô màu vào đám mây này. Kem tô màu nào mà kem thích nha. Rồi khóe mắt này. Khéo tay này. Vàng chóe này. Đây là những từ ngữ viết đúng chính tả. Còn từ vàng heo. Vàng heo là viết sai chính tả nha. Viết đúng là vàng hoe. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Điền vào chỗ trống. A. Chữ chờ hoặc chờ. B. Vần A N An hoặc là vần A N An. Và thêm dấu thanh nếu cần. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài trước nha. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 3 là như sau. Câu E. Chữ chờ hoặc chờ. Những trưa đồng đầy nắng, trâu nằm nhai bóng râm, tre bần thần nhớ gió, chợt về đầy tiếng chim. Theo Nguyễn Công Dương. B. Vần A N An hoặc vần A N An và thêm dấu thanh nếu cần. Bờ tre xào xạc gió, đàn chim về ríu ran. Lá tre như thuyền nan, trôi trên dòng sông nhỏ. Đêm tre thầm thì kể chuyện xưa nơi xóm làng. Theo Thảo Nguyên. Tiếp theo em sang bài tập số 4, phân loại các từ ngữ dưới đây vào 3 nhóm. A là nhóm từ ngữ chỉ sự vật, ví dụ như là đàn cá. B là nhóm chỉ hoạt động, ví dụ như là chạy, nhảy. C, nhóm từ ngữ chỉ đặc điểm, ví dụ như là nhỏ bé. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài trước nha. Rồi trước hết là A, các em tìm những từ ngữ chỉ sự vật. Các em nhớ là sự vật là những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy được xung quanh cuộc sống chúng ta. Trong những từ ngữ ở trên thì chúng ta tìm được những từ ngữ chỉ sự vật như là hải âu, thuyền buồm, ngọn núi. Hải âu, thuyền buồm, ngọn núi. B. Chỉ hoạt động. Rồi, trong những từ ngữ ở trên thì các em tìm được những từ ngữ chỉ hoạt động. Hoạt động bơi nội, hoạt động đưa đẩy, hoạt động treo liệng. Bơi nội, đưa đẩy,
trao liệm. C. Chỉ đặc điểm. Rồi những từ ngữ còn lại là những từ ngữ chỉ đặc điểm. Đặc điểm nho nhỏ này, đặc điểm to lớn này, đặc điểm xanh biếc này, hay là đặc điểm trắng nõn. Nho nhỏ, to lớn, xanh biếc, trắng nõn. Bài tập số 5. Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu theo những cách khác nhau rồi viết lại. Chúng ta có những từ ngữ là đàn, trên, rập rờn, mặt biển, hải âu, trao liệm. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài trước nha. Rồi cụ thể thì chúng ta có thể sắp xếp các từ ngữ trên thành câu theo những cách khác nhau như sau. Đàn, hải âu, rập rờn, treo liệm, trên, mặt biển. Rồi các em ghép được câu đầu tiên. Đàn, hải âu, rập rờn, treo liệm, trên mặt biển. Ở đây các em ghi nhớ là rập rờn, treo liệm. Hai từ ngữ này là hai từ ngữ chỉ hoạt động, được viết liền nhau thì để cho rõ ràng, dễ đọc, rõ nghĩa thì các em nên đặt dấu phẩy để phân tách hai từ ngữ này. Rồi tương tự chúng ta có thể viết câu theo cách khác. Các em đưa cụm từ ngữ trả lời cho câu hỏi ở đâu lên đầu câu. Cụm từ ngữ trả lời cho câu hỏi ở đâu đó chính là trên mặt biển. Các em đưa lên đầu câu. Trên mặt biển, đàn hải âu, rập rờn, trao liệm. Bài tập số 6. Các em viết 4 đến 5 câu về một giờ học mà em thích dựa vào gợi ý. A. Em thích giờ học nào? B. Em và các bạn được làm gì trong giờ học? C. Sau giờ học, em cảm thấy thế nào? Rồi các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài trước nha. Rồi cụ thể thì các em có thể tham khảo bài viết của một bạn như sau. Em thích nhất giờ học tiếng Việt. Trong giờ học, cô dạy chúng em tập đọc, tập viết và được cô kể cho nghe nhiều câu chuyện hay. Ngoài ra, chúng em còn được tập làm thơ, vẽ tranh, chia sẻ những bài mình đã được đọc cho các bạn. Sau giờ học, em cảm thấy rất thích và vui vì mình đã được học nhiều kiến thức thú vị và bổ ích. Rồi, các em có thể tham khảo và các em làm bài nha. Bài tập số 7. Các em viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một chuyện về thiên nhiên. Rồi ở đây thì các em có thể tìm hiểu trên mạng và các em sẽ tìm một chuyện về thiên nhiên. Sau đó là các em chia sẻ với bạn theo nội dung trong phiếu đọc này nhé. Rồi cụ thể ở đây thì các em có thể tham khảo tên chuyện là Ông Mạnh Thắng Thần Gió. Tác giả là A Nhông. Rồi nhân vật trong câu chuyện này là ông Mạnh. Và đây các em có thể nghe qua câu chuyện này. Ngày xưa, loài người chưa biết làm nhà, phải ở hang núi. Về sau, nhiều người về đồng bằng và ven biển sinh sống. Đây là nơi thần gió hoành hành. Một hôm, thần gió gặp một người tên là Mạnh. Thần xô ngã ông lăn quay, rồi bay đi với tiếng cười ngạo nghễ. Từ đó, ông Mạnh quyết chống trả. Ông vào rừng lấy gỗ dựng nhà. Cả ba lần, nhà đều bị quật đổ. Cuối cùng, ông đẵn những cây gỗ lớn nhất làm cột, chọn những viên đá thật to làm tường, dựng một ngôi nhà thật vững chãi. Ngôi nhà đã làm xong. Đêm ấy, thần gió đến đập cửa thét. Mở cửa ra. Không, sáng mai ta sẽ mời ông vào. Thần gió giận dữ, lồng lộn suốt đêm, nhưng không thể xô đổ ngôi nhà. Mấy tháng sau, thần gió đến nhà ông Mạnh, tỏ vẻ ăn năn. Ông Mạnh an ủi và mời thần gió thỉnh thoảng tới chơi. Từ đó, thần gió thường đến thăm ông, đem cho ngôi nhà không khí mát lành từ biển cả và hương thơm ngào ngạt của các loài hoa. Rồi như vậy là qua nội dung câu chuyện, thì nhân vật trong câu chuyện này đó chính là nhân vật ông Mạnh.
Suy nghĩ của ông Mạnh là quyết chống trả thần gió. Khi ông Mạnh bị thần gió xô ngã và cười ngạo nghễ chế giễu ông. Rồi việc làm của ông là dựng một ngôi nhà thật vững chãi. Điều em học được qua câu chuyện này là con người có thể chiến thắng và sống hòa thuận với thiên nhiên. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc em học tốt.